của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm tạ Chúa. Thì giờ này xin kính mời quý hội thánh cùng hướng lòng về Chúa. Chúng ta ra mắt Chúa, ca ngợi Chúa và thờ phượng Chúa. Vì Chúa chúng ta là đấng cao cả, là vua tìm được giá trị của nàng sẽ trỗi hơn nhiều cho ngọc. Chúa ơi, giờ này ngài thăm viếng các bà các cô. Cảm ơn Chúa trải qua thời gian rất là gian khổ. Chúng con chăm sóc gia đình để nàng đau con cái trong cuộc sống của người nữ. Nhưng dầu vậy Chúa không bỏ họ, Chúa thương xót họ, chăm sóc họ. Và ngày hôm nay là ngày chúng con nhớ đến các bà các cô mà cầu nguyện để Chúa thêm sức cho từng người một, để chúng con được sức từ ơn của Chúa. Con rất cảm ơn ngài. Con đặc biệt cầu nguyện cho chương trình buổi chiều hôm nay. Chúng con rất là vui mừng, cảm ơn Chúa. Con bầu sư nhiệm chức Nguyễn Công Hưng, có bầu sư nhiệm chức Nguyễn Công Hưng sẽ diễn giả trong buổi chiều hôm nay. Cha ơi, xin ngài đụng chạm vào cô. Thần của Chúa đụng chạm vào mỗi đời sống của chúng con, như lời của Chúa đã hứa chúng con. Chúng con cầu nguyện cho các ca đoàn, các bạn trong lòng chúng ta phải quý nó, chúng ta phải tâm đắc với nó, chúng ta phải yêu mến nó thì chúng ta mới giữ trong lòng. Tác giả Thi Thiên đoạn 119 câu 11 đã nói gì vậy? Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Chúng ta cần phải đọc, phải nghe lời Chúa rồi nghiền ngẫm trong tâm trí rồi đi đến. Là người mẹ của Samuel, là Anne, là người mẹ của Timothy, là Ernest, cũng như là bà ngoại, là Louis. Lạy Chúa, cho con học đòi theo những gương của những người mẹ ở trong Kinh Thánh, để rồi chúng con cũng được trở nên những người bà, những người mẹ tin Kinh Chúa, để rồi chúng con có thể dạy dỗ con cái của mình, để chúng trở nên những con cái yêu dấu của Ngài. Lạy Chúa ơi, lời Chúa được rao ra buổi chiều hôm nay, xin giúp cho các bà mẹ ở đây và chia sẻ về tình yêu của Chúa đã đến với cuộc đời của các bà, để rồi để truyền lại đức tin đó cho con cháu của mình. Lạy Chúa, để rồi từ đời này sang đời kia, chúng con và generations, chúng con cùng ca ngợi Chúa, để rồi chúng con cùng hầu việc Ngài, và hơn hết là trong ngày cuối cùng chúng con được trùng phùng ở nơi nước thiên đàng, để rồi chúng con và cả nhà chúng con được ở trong nước thiên đàng, như lời Giô-sê dạy chúng con: ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Lạy Chúa, giúp cho các bà nghiền ngẫm lời của Chúa và có thể dạy nhà mình, để rồi mỗi xa nhà nhà anh nào hãy Chúa yêu thương anh nhiều. Chúa đến thế gian vì chính anh chịu hết trên thập giá đớn đau ngày mai. Chính huyết ấy Chúa đã xóa bôi tội rồi để chuộc anh đến nơi thiên đàng. Nhưng anh mãi hững hờ cách xa Chúa ơi, hãy lắng nghe Chúa đã gọi mời. Còn chẳng chờ thì anh hỡi,
Từng đời anh chỉ hai lối hai quay trở về xin Chúa vẫn yêu trong đời anh. Vẫn chờ anh khi mưa gió, vẫn đợi anh về chốn đó. Vẫn yêu anh đến suốt đời cho dấu năm tháng trôi, cho dấu bao phải phôi. Yêu dấu cha vẫn đợi, đợi anh về.